Amber Heard vẫn quay Aquaman 2 hậu bị tố cắm sừng, vu khống Johnny Depp. Mới đây, trên tài khoản Instagram cá nhân, nữ diễn viên Amber Heard đã đăng tải một bức ảnh trên phim trường cùng hàng loạt hashtag liên quan đến phim Aquaman 2. Điều này ngầm xác nhận nữ diễn viên vẫn sẽ là công chúa Mera trong phần tiếp theo của bom tấn Aquaman, đập tan tin đồn cô bị buộc phải rời dự án sau bê bối với chồng cũ Johnny Depp. Việc Amber Heard xác nhận đang quay Aquaman 2 lại càng thu hút sự chú ý của khán giả vì trước đó, cô từng tố Johnny Depp có hành động bạo lực và thậm chí là ném cả điện thoại vào mặt mình. Tuy nhiên, theo đoạn phim lấy từ máy ảnh đeo trên người của một sĩ quan có mặt tại hiện trường, không có bất kỳ xô xát hay thiệt hại nào như lời kể của Amber Heard. Điều này đồng nghĩa với việc nữ diễn viên bị nghi ngờ vu oan cho chồng cũ. Một số fan cho rằng Amber Heard quay trở lại cũng là điều dễ hiểu vì cô sinh ra để vào vai công chúa Mera. Tuy nhiên, phần lớn dân mạng lại bức xúc vì điều này quá bất công với Johnny Depp, bởi anh đã mất vai ở bom tấn ngoại truyện Harry Potter. Hiện tại, sự việc chưa ngã ngũ nhưng cộng đồng mạng đã liên tục chia sẻ các bằng chứng kể tội Amber Heard ủng hộ Johnny Depp. Nhiều người còn sử dụng những lời lẽ phản cảm, mang tính thù hằn để bày tỏ sự tức tối. Trước đó, trang Daily Mail đã đưa tin tức gây chấn động về cuộc hôn nhân của mỹ nhân Aquaman. Theo đó, Amber Heard bị tố từng quan hệ ngoài luồng cùng lúc với tỷ phú công nghệ Elon Musk khi vẫn còn là vợ của nam diễn viên sinh năm 1963. Điều đặc biệt gây sốc chính là Amber Heard đã cắm sừng tài tử cướp biển vùng Caribe ngay trong chính ngôi nhà của nam diễn viên tại Los Angeles, Mỹ khi anh đi vắng. Mối quan hệ giữa Amber Heard và tỷ phú sinh năm 1971 từ lâu đã khiến dư luận xôn xao. Dù cả hai được cho là bắt đầu hẹn hò sau khi nữ diễn viên đỉnh đám ly hôn chồng, nhiều bằng chứng cho thấy mối quan hệ này diễn ra khi hôn nhân của cô và tài tử cướp biển vùng Caribe chưa kết thúc. Johnny Depp và Amber Heard lần đầu biết nhau với tư cách là bạn diễn trên phim trường vào năm 2009. Trong phim The Zoom Diary, hai người đóng vai yêu nhau trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Hunter Thompson. Vài năm sau, hai người chính thức hẹn hò sau khi Depp chia tay bạn gái lâu năm Vanessa Paradis. Chưa đầy một năm sau khi đính hôn, Depp và Heard đã kết hôn vào ngày 5 tháng 2 năm 2015 trên hòn đảo của Depp ở Bahamas. Tuy nhiên, niềm vui tình yêu chưa được bao lâu thì cặp đôi lao vào cuộc chiến kiện tụng hậu ly hôn không hồi kết. Tháng 5 năm 2016, Amber Heard đệ đơn lên tòa án kiện chồng cũ tội danh bạo hành mình kèm hình ảnh gương mặt bầm tím. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2019, luật sư của Johnny Depp nói rằng họ có nhiều nhân chứng cũng như bằng chứng video, hình ảnh chứng minh rằng Amber Heard đang làm giả những thương tích trên gương mặt mình. Toàn bộ tình hình đã bị rối loạn thêm vào đầu năm 2020 khi đoạn ghi âm từ một buổi trị liệu năm 2015 của cặp đôi bị rò rỉ trên mạng. Trong suốt đoạn ghi âm, cả Heard và Depp đều thừa nhận sự tức giận của họ trước khi cả hai đồng ý chấm dứt bạo lực thể xác. Một trong những phần đáng chú ý nhất của buổi trị liệu ghi âm kéo dài 2 giờ xoay quanh việc Heard thú nhận đã đánh Depp khi cả hai còn bên nhau. Khán giả giờ đây đang rất hồi hộp dõi theo vụ kiện và muốn biết ai mới thực sự là nạn nhân trong cuộc hôn nhân ồn ào này.